Bồn, bồn nó chứ rồi, có nhỏ lúc nào đâu. Em chiều chụp ảnh, ảnh toàn những lúc các anh mặt, các anh, các em, các bạn các mặt lắng. Làm ong ảnh luôn à? Dọa ma à? Không phải đâu, nhưng mà chụp đi, chụp cần đâu không? Không cần đâu, cần. Đang bắt, đang bắt, đang bắt trọng tài. Không kệ, không, chứ không cần, không cần đâu, em lấy. Nắng đang để gió em á. Đang làm spy lâu rồi mà, chị đang mới làm spy lâu rồi. Hôm qua em vừa lấy xong. Lúc nào mới làm đấy à? Thử à, thử nghiệm tay nghề ở Giang à? Có gì chị đấy chứ muốn làm đấy mà. À. Để đi làm kinh nghiệm đây xin bọc con đấy, học nhiều nhiều cái hơn. Làm mới sau mà muốn thử thêm kinh nghiệm ấy thì xin là spa của Nhật để làm một thời gian. Thì mình biết làm rồi thì vào spa mình sẽ làm dễ hơn, và xin cũng dễ hơn. Những người Nhật hướng dẫn cái thứ mà lại Nhật thì có một hai người về kiểu dạng là nó dạy cách làm, nhưng mình mở ra nữa rồi không, giấy phép đàng hoàng là phải có người dạy chứ. Phải những hàng mỹ phẩm đó dùng mỹ phẩm quen. Mà em rất nghèo khoác đi chị, em tưởng là nóng lạnh ấy. Cái sợ mặc đúng một cái áo khoác, một cái áo không áo bò thì trời lạnh quá. Hôm nay nắng nhưng mà lát nữa về vẫn lạnh. Khác ơi mà trời lạnh. Hay quá Cảnh ơi. Thì nó cũng phải biết thì nó dám bắt, biết biết rồi nhưng mà bắt tốt đấy chứ không phải là kiểu nó vẩn đó. Mà là được cái thủ môn của mình ai bắt cũng được. Các bạn nó không, không chuyên nên nếu mà vào giải thì cũng không không trường tự tin bắt. Mặt giãn ra anh Duy. Anh Duy, mặt giãn ra anh ơi. Mày vãi lộn em ơi. Rồi, trời hay quá em ơi. Hay giữa rồi bên Hino đây chưa đến nhỉ? Sao đội phải tới chị mà lắng này chắc là đang được thử ga ấy, đi vào đây không? Sao đến rồi? Bao còn nửa tiếng nữa mà. Đến ga của chung nữa. Đội mình có toàn sát xít giờ ơi. Đợt này cao su. Trước biết cái khi nó năm quả đây.
Như nghĩ là ở đấy khi nào đúng không? Chưa biết. Chị cứ xin ở lại thì ở, mà không về thì về, về ảnh hưởng gì đâu, không mất gì đâu. Đúng không? Không mất gì đâu. Em xin như là em vẫn làm được hiện tại công việc hiện tại của em mà. Ừ. Vừa làm lại, vừa làm thêm, sinh hoạt, vừa chơi thêm. Về xong sang lại lằng nhằng, lại chả sang nữa rồi. Hết cơ hội. Ui trời. Hay quá. Ừ. Hay quá. Bóng lại xuống đúng không anh Hùng? Chuẩn thật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi anh vào giữa đi anh. Sau này chị quay muộn mấy phút là không bù giờ, bây giờ mới có 10 phút. Thêm 5 phút nữa đi. Cho tròn thế này. Không bù giờ tính tròn luôn. Tất cả là tại chỗ. Thôi thôi. Dừng bóng đi anh, dừng bóng đi, có người đau rồi. Anh Nhật có yên lắc là nó giật mình. Anh là nó giật mình à? Mới 12 phút đây ạ. Quả hay em, sao chúng mới quay ấy.